Đây, hôm nay là ghé thăm hai bà cháu. Cô ơi, cho con hỏi cô tên gì cô? Cô tên Nguyễn Thị Kim Lộc. Nguyễn Thị Kim Lộc. Cô Lộc là bao nhiêu tuổi rồi? Năm 1964. 64 là 64 là 55 chứ? 55. À đây là cháu nội à cô? Cháu nội là con tên gì con? Bé Bọ. Bé Bọ hả? Tên Ngọc Linh. Tên Ngọc Linh. Nó quậy quá đặt Bé Bọ. Bé Bọ hả? À, Bọ vất đi rồi đúng không? Đó, đẹp gái mà sao bỏ vậy trời? Ba nó chi que đâu. Hả? Nó là Ngọc Linh hả cô hả? Ngọc Linh là bao nhiêu tuổi rồi con? Nói cho cô nghe coi Ngọc Linh nhiêu tuổi? 6 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Lớp 1. À. Học ở nhà ha. À, cô có cho bé tới trường không? Có mà đó, mấy tháng trước đóng rồi, mấy tháng nay không có tiền đóng rồi ở nhà dạy nhà. Vậy hả? Là ở nhà cô dạy luôn. Dạ. Thôi cô kệ cô, phải cố gắng cho bé đi học tiền trường có nhiều không cô? 500 ngàn một tháng là học 12 tháng hay là học 9 tháng cô? Học mỗi tháng là đóng tiền, mỗi tháng mới đóng tiền. À chứ nó không phải giống học chương trình phổ thông là học 9 tháng đúng không? Nó học 12 tháng xuyên suốt luôn đúng không? Cái đó mình có đóng tiền thì mình đóng tiền. Dạ. Rồi cái đó có lên lớp không cô? Có lên lớp 1, lớp 2, lớp 3. Lên, mỗi năm mỗi lên. À. Có lên luôn. Là học lên 12 luôn hả cô hả? Bây giờ nó học nhiều, nó học được kìa. Chứ mà ý là cái chỗ đó dài kìa. Cái chỗ đó dài, xưa giờ là nó dài. Có lên tới lớp 6, lớp 7, lớp 8. Lớp 6, lớp 7 con. À, rồi sau đó thì học tiếp, học ở đâu? Học, muốn học nữa thì mình vô trường học. Có giấy tờ thì vô trường. Dạ. À cô là cô đi làm nghề gì cô để nuôi cháu cô? Cô bán cá rồi, cô bán chiên ở đây nè. Chiên chiên, chiên. Bán ở cái trường á. Bán trong dòng hẻm này. Chú chiên có, cá có. Sắp mấy chị nào bán. Bữa nay bán có cho mẹ con có nhiều tiền lắm. Nhưng mà lại con không dám tiền trường, không chịu đóng mà lại con để làm gì? Để làm gì? Để làm cái gì? Bập. Bánh. Nó nói bà nội là nghỉ làm cho nó hết tiền luôn. Sao bà nội không đi bán chuối chiên nữa để kiếm tiền cho con đi học? Ăn nhiều quá hết vốn bà rồi. Rồi ba mẹ con đâu rồi? Dạ. Ba mẹ con đâu rồi? Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con đâu? Con đi đâu vậy? Đi đâu rồi? Ba con hay sửa điện thoại lắm á. Sửa điện thoại á? Ba nó sửa điện thoại hả? Ba nó sửa điện thoại, ba mua mấy mấy điện thoại cũ á. Dạ. Ba nó sửa. Ba. Rồi giờ ba nó đâu cô? Ba đó dưới quê. Dưới quê hả? Dưới chỗ nào cô, quê tỉnh đâu? Ở dưới Quốc Khánh, xuống nhà bè. Nhà bè hả? Mà có hay về thăm bé không? Trời ơi, năm số tháng chưa về cho được ngàn. Sao hả? Không có tiền. Nó khổ rồi, không? Giờ khổ mà, giờ mà đi. Giờ sao nó sửa điện thoại mà sửa điện thoại thì cũng có tiền mà. Ôi, nó đi sửa mướn người ta, tháng ngày, nó như là ta sửa nhiều, ta cho nhiều, sửa ít, cho ít nữa. Chứ ngại chắc mấy. Rồi còn mẹ, mẹ bé đâu cô? Chung với hai vợ chồng, hai vợ chồng em nữa. À vậy là có đứa em. Có đứa em nữa, là đang nuôi đứa em. Đứa đang nuôi em. Rồi còn bỏ bé này lại cho hai cô nuôi. Dạ. 2 tháng rưỡi tới giờ. Hai lúc mà sinh ra 2 tháng tuổi là bỏ. Là cô nuôi tới gần 6 năm luôn á. À. Hồi xưa có ở chung không cô? Nó ở chung nhà nhỏ quá rồi cái đi kiếm chỗ nó ở. À đây là nhà mình luôn á cô hả? Ngoài đây là cái vỉa hè của hàng xóm á, hai bên xin cái ở nhà, nhờ cái lối cái đường đi á. Dạ. À dạ. Đây là hai nhà. Rồi dạ. Ở thì hai nhà là dựng đỡ ở thôi. Mà nhà nước họ có cho không cô? Ở nhà có hai bên nhà của người ta. Dạ. Ở liều thôi chứ sao giờ. Ồ đây nè, cái này chắc cỡ mét rồi hả? Cái đường này là đường thoát hiểm của hai nhà hai bên. Dạ. Đường thoát hiểm. Hiểu không? Dạ rồi. Rồi điện đài thì câu sao cô? Câu có nhờ nhà người ta. Cô câu nhờ xin nhà người ta ở luôn. Nấu nướng trong này luôn hả cô? Trời ơi, chút cái bếp chút xíu à. Bếp di động á. Dạ. Đúng là Sài Gòn là tất đất tất vàng luôn á hả? Có 1 mét mà dài thì chắc khoảng 3 mét. Với tôi qua chương trình nọ tôi thấy mà không thích họ tức thì dạ. Cái nhờ. Cô ơi, mình ở vậy là mưa gió là sao cô? Mưa có thì lớn rồi nó tạt. Tạt. Ướt. Ừ. Nó là khó cho trời thôi có gì hết. Dạ. À, cô đi làm gì là ngày kiếm được 100-200 gì không mà sao cô cũng thuê trọ mà phải ở cực khổ vậy cô? Thì nhà bây giờ ở đây là một tháng phải 2 triệu mấy, 3 triệu nhà, 3 triệu mới mua được cái nhà. Thì mình kiếm cái chỗ nào nó rẻ rẻ hết. À, chỗ nào ở đây rẻ hết chứ. À, cô làm vậy là con nói là đi bán ngày cũng 100 mấy gần 200 ha, là tháng được 6 triệu thì mình kiếm cái chỗ nào mà cỡ triệu mấy ở? Hên xui, không phải ngày nào cũng bán. Tháng vài ngày nào cũng bán được ha.
đâu là có khi 2-3 ngày chưa bán. À dạ. Ở đây là người ta cho ở đợi cô dừng có ở tạm vậy. Rồi còn chỉ có trả tiền điện, tiền nước thôi ha. Dạ. Ok, cố gắng qua sao giúp đỡ cho cô tội bây giờ có xóm mà chứ sao giờ. Dạ. Chương trình em vậy đó. Ơi con có muốn đi học không con? Ừ, dạ có nha. Thôi đừng bắt bán với số tồi lắm, để cho con đi học đi ha. Em thằng nhóc thì bán với số mà uống một chua ngoài đường cho. Quay riết lên đó. Mà sao lại chương trình ít thấy mặt em quá vậy? Thấy mặt vợ em đâu, thấy em đâu. Dạ em đang cầm máy vậy nè anh. Cầm máy thì em nhiều. Dạ cầm máy thì quay mọi người vậy nè. Là cái điện thoại nó hướng về trước. Bữa anh là chương trình mà cái giúp đỡ khổ mà hay coi lắm. Dạ. Ba đi mượn tiền bắt đi bán số đi. Con sau này con lớn lên con thích làm cái gì? Sao không thích? Phải làm mới có tiền chứ. Nói làm gì nuôi mẹ nội, đi buôn bán là nuôi. Làm cái gì mà nuôi bà nội chứ? Trời ơi, cái gì bán lớn lên gà thì bán. Coi vậy bây giờ là đây là mình ở có hai bà cháu hả cô hả? Ở hai bà cháu thôi. Cô đông con không cô? Cô bốn đứa mà nó khổ nó ở riêng nó chứ. Ờ riêng hết rồi hả? Có chồng có con hết rồi hả cô? Hai đứa nhỏ nhỏ xíu. Hai đứa nhỏ đi học nghề. Đi học nghề. Dạ. Hai đứa nhỏ nhỏ xíu là bao nhiêu tuổi? Đứa 2000, năm 2000, đứa 2000. Trời ơi, 201 mới mười mấy tuổi hả? Là đi đâu rồi cô? Nó đi học nghề ta. À là học nghề và ở nhà người ta luôn. Dạ. Nó nuôi cơm. Cô là quê gốc đâu cô? Cô ở đây tại ở thành phố mình luôn, là có sổ khẩu thành phố. Ừ, dạ. Nhà cô giải tỏa rồi đó. Giải tỏa là hồi xưa là ở đây luôn. Ở ngay cầu Nguyễn Văn Cừ á. Cầu Nguyễn Văn Cừ. Thì hồi đó giải tỏa thì chắc nhà nước cũng có đền bù chứ. Đó khổ quá bán cái nhà, bán rồi bây giờ ở nhà mướn. Có còn không có hộ khẩu đó nhưng mà cái nhà là bên cầu Nguyễn Văn Cừ mà quận 8 là quận 5. Quận 8. Ừ. Ở ngay cầu Nguyễn Văn Cừ quận 8. Dạ. Nhà nước mà đòi đuổi hoài chứ cứ đuổi được không đuổi bao lâu đuổi cũng được hả đuổi gì được thấy vậy thì sao đuổi nổi hồi xưa có vô đuổi à chứ không cho ở phường đúng rồi à chứ mà hai nhà hai bên họ có chịu không họ không thưa họ vẫn giúp cho mình ở ha họ thương ha dạ. À cô ở cái cổng vậy chắc nó hơi khó chịu á, cái mùi nước cống lên á. Dạ. Muốn nhà thì không muốn nhà nổi. Muốn nhà cái mùi ở. Dạ thì đấy. Đấy nè, mình đang nói cái chuyện mà cô ở nước cống này là nó sốc cái mùi lên đó. Đó. Dáng ở đỡ. Dạ. Mà có điều kiện á thuê được cái phòng trọ thì cũng đỡ cô ha. Tiền đâu mà mình kháng biết sao mà tiền nhà này còn bạc đám. Hôm nay cô cũng đi làm à cô? Mệt quá cho nên nghỉ ngày. Dạ. Cô nếu mà cô còn khỏe có thể làm mình làm mấy cái việc mà nó ổn định á, những người lương tháng nó ổn định, những người là đi giúp cho việc nhà cho người ta nó ổn định hơn á. Hôm nay con đi học hả con? Chưa đóng tiền cho nên không đi học. Trời ơi, nói thấy thương không? Dạ, đi bơi. Dạ, đi. Có kẹo nè. Dạ, đi. Kẹo. Đi ra chưa? Rồi, mai mốt bà nội có tiền đóng vô con có chịu đi học không? Bà. Nè, chú hỏi nè. Đi học không? Không đi học mắc cái gì bán cái số á. Cái răng khệ rồi kìa. Bán vé số không? Xuống ở trường. Bán vé số thì mua ngoài nội đi chứ. Nội đi ra rồi. Phải đi học nha, đi học là đi bán vé số đó. Hết đi học mà. À, con thích đi học mà. Vậy là được rồi đó. Thích đi học rồi. Hả, ai gọi biết. Cô ơi, mình ở vậy thì có hỏi cái hơi tế nhị lên nhà vệ sinh là xài sao cô? Đi nhờ nhà người ta không á? Chắc đi ngoại
ơi, mang cái vai gọi. Hello. Con đi học giỏi. Con đi học giỏi hả? Ba mẹ để chút xíu ta có chuyện rồi, chút nói chuyện. Cái nhà chút xíu à, chật hẹp. Để chú nhờ mấy cô chú cho con tiền đi học ha. Dạ. Con gắng học cái giỏi nha.